Thành Long Vlog xin kính chào quý cộng đoàn. Xin mời cộng đoàn ấn quả chuông đăng ký kênh để đón xem những video mới hữu ích nhất từ kênh. Tin mới, bất ngờ thầy phó tế trong vụ truyền chức cho Hồ Hữu Hòa ung dung xuất hiện bên cạnh Đức Cha Long diễn ra tại giáo phận Vinh. Đức Cha Long nói, tôi không biết, tôi không ký, tôi không liên quan. Kính thưa quý cộng đoàn, có thể nói vụ án thầy bói Hồ Hữu Hòa trở thành linh mục là vụ án bê bối và gây phiền lòng nhất cho cộng đồng công giáo trong nước và hải ngoại. Mức độ nghiêm trọng của vụ việc là rất lớn, thu hút sự quan tâm đông đảo của cộng đồng công giáo. Tiếc thay cho đến nay, vụ án có dấu hiệu im ắng đến lạ thường. Một tình tiết mới mà những người quan tâm vụ việc phát hiện đó là nhân vật thầy phó tế phiên dịch trong lễ truyền chức ông Hồ Hữu Hòa tại Philippines. Thầy phó tế này trước đây đã giúp lễ cho Đức Cha Long, theo như bức ảnh quý vị đang xem. Mới đây, trong ngày hội ơn gọi tại giáo phận Vinh, thầy phiên dịch này lại xuất hiện ở Việt Nam bên cạnh Đức Cha Long. Thầy Vũ Đức Trung viết, sau này có thầy phó tế liên quan tới vụ anh ba hát, thầy vẫn tự tin đi giới thiệu ơn gọi và ung dung chuẩn bị lên chức. Ai quan tâm thì tới ghé thăm tìm hiểu, gửi lời chúc mừng nhé. Như vậy, đây là tình tiết mới vụ bà hát. Có một thầy thuộc dòng cứu độ phiên dịch trong lễ truyền chức cho thầy bói bà hát mà chúng ta đã tìm kiếm, này đã lộ ra và đã chụp hình với Đức Giám mục An Phong Nguyễn Hữu Long. Vậy mà Đức Cha vẫn luôn miệng nói, tôi không biết, tôi không ký, tôi không liên quan. Giờ tính sao, hiểu sao đây? Thầy phó tế này là ai? Tuy nhiên, trong vụ này có sự xuất hiện của hai nhân vật khá đặc biệt mà nhiều người chưa biết tới. Hy vọng nếu đi sâu vào sự xuất hiện này, có thể những manh mối sự thật của vụ việc sẽ sớm được sáng tỏ. Theo đó, thầy phó tế và thông dịch viên trong lễ truyền chức linh mục cho bà hát là thầy Trần Trung thuộc dòng Chúa Cứu Độ. Theo nhiều nguồn tin trên mạng, thầy Trần Trung là con đỡ đầu của cha hiệu ở Trại Gáo. Thầy Trung có mặt trong thánh lễ chịu chức phó tế và linh mục của Hồ Hữu Hòa và cũng là thông dịch viên cho Hồ Hữu Hòa. Thêm một nhân chứng để giáo hội điều tra và mọi người cứ việc nhắn tin, gọi cho thầy Trung mà điều tra. Một số người vào thăm cha Nam trong tòa giám mục, dịp làm phúc mùa chay năm nay, cha Lập đi thăm giáo dân. Cha vào thăm các gia đình đã vào thăm cha Nam và cảnh cáo, vào thăm cha Nam là có tội. Thưa cộng đoàn, linh nguyện xin Chúa soi sáng cho sự thật sớm được sáng tỏ. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.